thứ tư tuần 31 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không, kẻo lỡ ra đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: Anh ta đã khởi công xây mà chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem 1 vạn quân ra đương đầu với đối phương dẫn 2 vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Suy niệm: Hôm nay Chúa Giêsu dùng một danh từ mạnh hơn, bỏ. Từ ngữ đó dễ gây cảm giác lo sợ. Ta biết rằng Đức Giêsu luôn luôn muốn ta yêu thương những người thân của mình. Tình yêu cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh chị em đều là những mối tình thánh thiêng. Nhưng tình yêu đối với Thiên Chúa phải vượt lên trên tất cả và tác động mọi thứ tình yêu khác, phải lớn hơn tất cả các tình yêu khác. Theo Đức Giêsu, không phải là việc làm chỉ riêng mình, đó là công việc đòi hỏi nhiều hy sinh, yêu sách, những đầu tư tốn kém, cần phải đặt vốn vào đó nhiều, cần phải dấn thân trọn vẹn. Vác thập giá mình. Sống trong thế kỷ 21 hôm nay, người ta không còn thấy cảnh đó trên đường phố nữa. Nhưng các thính giả của Đức Kitô, các độc giả của Luca, một ngày nào đó đều có dịp chứng kiến một kẻ chịu đóng đinh, vác khổ hình thập giá đến nơi mình bị hành quyết. Thời xưa, đó là khổ hình dành cho tên đào ngũ, những người nô lệ. Ta cũng đừng quên, Đức Giêsu đang tiến lên Jerusalem. Bước theo Đức Giêsu, tôi không còn ngạc nhiên trước những cạm bẫy, đau khổ, khó khăn của đời sống Kitô hữu nữa. Không còn chịu đựng chúng cách câu có, miễn cưỡng nữa, nhưng đối mặt chấp nhận chúng như một sự thông hiệp với Đức Kitô, như một thông phần với công trình cốt yếu của người, như một bước chân theo người. Tôi chiêm ngắm Đức Giêsu đi trước, tôi tiếp bước theo sau. Ai trong anh em muốn xây một cây tháp và có vua nào đi giao chiến với một
vua khác. Hai công việc này đều đòi hỏi suy tư và kiên nhẫn rất nhiều. Ai đã khởi sự công việc gì mà không ngồi xuống tính toán phí tổn? Theo Đức Giêsu, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng luôn phải nghĩ đến phía trước. Như khi làm một việc gì, cần phải dự kiến tổ chức cẩn thận. Ngồi xuống, cần phải ngồi xuống, suy nghĩ. Với cây bút trên tay, cần phải tính toán thua thiệt, lợi lộc. Cần nhìn ngắm, rà đi soát lại. Lạy Chúa Giêsu, xin soi sáng cho con biết việc phải làm, biết đường phải đi.